Dạ, em kính chào chủ tọa đoàn và kính chào quý anh chị đồng nghiệp trong hội trường ạ. À. Dạ, em là Nguyễn Thanh Duy, là xin đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày về nghiên cứu xác định mối liên quan giữa khả năng đi bộ 2 phút của người bệnh đột quỵ ở trong giai đoạn cấp của họ với cái mức độ về hoạt động, chất lượng cuộc sống và sự tham gia trong giai đoạn bán cấp và mạng. Dạ, đây là nội dung. Thì đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái tình trạng khuyết tật vận động và giảm cái khả năng di chuyển. Thì để đo lường về khả năng di chuyển cho người bệnh đột quỵ, người ta thường dùng thử nghiệm đi bộ 6 phút. Tuy nhiên thì thử nghiệm này nó thường tốn thời gian, cho nên chỉ khoảng 11% người bệnh, là 11% nhân viên y tế là thường xuyên sử dụng. Rồi thay vào đó, người ta thường sử dụng một cái thử nghiệm thứ hai là đi bộ 2 phút có mối liên quan cao với khả năng đi bộ 6 phút, cũng dành cho đánh giá được cho khả năng đi bộ của người bệnh đột quỵ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa có cái nghiên cứu nào đánh giá về khả năng đi 2 phút của người bệnh đột quỵ trong giai đoạn cấp của họ, cũng như đánh giá về cái mối tương quan giữa khả năng đi này với những cái đặc điểm trong giai đoạn bán cấp và mạng như chất lượng cuộc sống, như hoạt động, khả năng di chuyển của họ. Từ đó thì nhóm nghiên cứu đặt ra mục tiêu là xác định mối liên quan giữa khả năng di chuyển trong giai đoạn cấp và các mức độ hoạt động di chuyển tham gia trong giai đoạn bán cấp và mạng của người bệnh đột quỵ có khả năng di chuyển sớm, hay nói cách khác đây là những người bệnh đột quỵ nhẹ. Có 3 mục tiêu cụ thể: thứ nhất là xác định về khả năng di chuyển, thứ hai là xác định mức độ hoạt động tham gia và khả năng di chuyển trong giai đoạn bán cấp và mạng, thứ ba là xác định mối liên quan giữa hai yếu tố này. Thì cái nghiên cứu là cắt ngang mô tả thời gian là từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đối tượng là người bệnh đột quỵ giai đoạn cấp có khả năng đi độc lập trong đang điều trị nội trú tại khoa nội thần kinh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tiêu chí chọn vào là người bệnh từ 18 tuổi trở lên và có khả năng đi độc lập, bao gồm là nhồi máu não và xuất huyết não. Tiêu chí loại ra là người bệnh không có khả năng di chuyển trước khi bị đột quỵ. Thứ hai là có rối loạn nhận thức và mất khả năng giao tiếp. Thứ ba là có các bệnh lý về hô hấp, tim mạch hoặc là các bệnh lý về khớp mà không có khả năng làm ảnh hưởng tới khả năng đi. Về thông tin thu thập thì các đặc điểm về đột quỵ, khả năng và các đặc điểm về huyết áp, SpO2 trước và sau khi di chuyển, và thử nghiệm đi bộ 2 phút sẽ được thực hiện 2 lần. Sau từ 3 tới 6 tháng thì các cái đặc điểm về di chuyển, hoạt động và tham gia sẽ được đo bằng các cái thang lương tương ứng là Abiloco, Actilim, PM Scale và EQ 5D 5L cho chất lượng cuộc sống. Thì đây là nhóm người bệnh có khả năng đi độc lập được phân loại theo thang FAC từ mức 3, 4, 5 là đi có thể bằng dụng cụ hoặc là không, nhưng mà không có người giám sát. Thử nghiệm 2 phút được thực hiện là người bệnh đi liên tục trong vòng 2 phút thay vì trước đây là 6 phút. Người bệnh sẽ đi trong khoảng là 15 mét hoặc là 30 mét. Và trong điều kiện của bệnh viện thì đã thực hiện là quãng đường đi 15 mét. Thì người bệnh sẽ đi liên tục trong vòng 2 phút và cái quãng đường người ta đi được càng xa thì càng tốt. Các cái thang đo lường về hoạt động, tham gia và chất lượng cuộc sống của người bệnh sẽ được phỏng vấn sau khoảng từ 3 tới 6 tháng. Về phân tích kết quả thì các cái đặc điểm của người bệnh sẽ được báo cáo về trung bình độ lệch chuẩn hoặc là phần trăm hoặc là trung vị và khoảng tứ phân vị. Và mối liên quan sẽ được xác định vừa giữa tuổi, chiều cao, cân nặng, các đặc điểm về của người bệnh đối với cái quãng đường đi lại 2 phút cũng như là cái đặc điểm về di chuyển, tham gia và chất lượng. Thì kết quả là từ tháng 6 năm 22 đến tháng 4 năm 2023 thì có tổng cộng là 83 người bệnh được tham gia nghiên cứu. Trong đó thì ở mức 3 là người bệnh đi với dụng cụ trợ giúp, và mức 4 là đi độc lập trên mặt phẳng, và mức 5 là đi được trên mọi loại địa hình. Thì ở đây có các đặc điểm về theo tuổi, giới, chiều cao, cân nặng, BMI và các bán cầu khởi phát và thời gian được chẩn đoán. Thì không có sự khác biệt giữa cả ba nhóm khi mình bắt đầu nghiên cứu. Rồi, tiếp theo là các đặc điểm về nhịp tim lúc bắt đầu, nhịp tim lúc kết thúc, SpO2 lúc bắt đầu, SpO2 lúc kết thúc và hiệu số nhịp tim giữa trước và sau khi đi của lần 1 và trước và sau khi đi của lần 2. Thì nhìn chung không có sự khác biệt giữa các nhịp tim trước và sau khi đi cũng như là các cái đặc điểm khác giữa, trong các nhóm và giữa các nhóm với nhau. Thì kết quả thu được là trong thử nghiệm đi bộ 2 phút thì lần 1 trung bình của ba nhóm là đi được khoảng 99,5 mét và lần 2 là đi 108 mét, thì không có sự khác biệt trong cái đi bộ lần 1 và lần 2 này.
Thì điều này nó cũng khác biệt với những cái nghiên cứu khác ở những nhóm bệnh mà người khỏe mạnh hoặc là những nhóm bệnh về COPD, thì người ta thấy rằng là giữa lần 1 và lần 2 là có cái sự thay đổi trong quãng đường đi đáng kể, còn ở đây thì không có sự thay đổi đó. Và cụ thể hơn thì ở mỗi nhóm thì nhóm mà mức độ đi với dụng cụ trợ giúp thì đi được trung bình là 78,8 mét với độ lệch chuẩn là 28,9, và với đi độc lập mà một phần thì là 92 và đi độc lập hoàn toàn là 132 mét. Tiếp theo thì về khám sau 3 tới 6 tháng thì có 42 người bệnh có được phỏng vấn, thì mà trong đó chúng ta chú ý tới là màu xanh lá cây là không thể thực hiện được, thì trong này có một số cái hoạt động mà người bệnh không thể thực hiện được, ví dụ như là nhảy lò cò, bước luân phiên lên cầu thang, bước đi lui hoặc là bước qua các vật cản bằng chân yếu. Như vậy là những người bệnh này trong giai đoạn cấp, mặc dù là người ta có thể đi độc lập sớm và người ta thường sẽ được xuất viện sớm cũng như không được can thiệp về phục hồi chức năng vật lý trị liệu, nhưng mà người ta vẫn có một số cái mặt yếu nhất định trong giai đoạn bán cấp và mạng của họ. Tiếp theo nữa là ở trong cái mức độ hoạt động trong cuộc sống hàng ngày thì người bệnh có các vấn đề khó khăn, thì mình có thể xem thấy ở màu xanh lá cây và màu xanh dương. Thì ở đây chúng ta thấy là cái vấn đề là khả năng đi bộ đường dài trên một cây số, cái khả năng mang một vật nặng trong khi đi, cái khả năng mà vừa đi vừa một nhặt một vật từ sàn, hoặc là các cái vấn đề như là đi lên xuống cầu thang, hoặc là các vấn đề khả năng giữ thăng bằng để tra chìa khóa vào ổ, hoặc là cái vấn đề là cái hoạt động mà cột dây giày của người ta thì cũng gặp khó khăn nhất định. Tiếp theo là vấn đề về tham gia và hoạt động sống xã hội. Thì ở đây thì có các cái đặc điểm mà mình quan tâm là cái màu xanh xanh rêu là hoàn toàn không được, và màu xanh theo là yếu. Thì ở đây mình thấy các cái hoạt động mặc dù là về hoạt động thể chất người ta là có thể là tương đối bình thường, ít khó khăn, nhưng mà trong cái vấn đề tham gia và hoạt động xã hội thì người bệnh lại vẫn còn báo cáo những cái hoạt động mà người ta gặp yếu và gặp khó khăn đáng kể. Ví dụ như là tham gia và đảm nhận các vị trí trong tổ chức tôn giáo, hoặc là tham gia các cái hoạt động chăm sóc con cháu, hoặc là góp ý giải quyết các vấn đề khó khăn khủng hoảng, hoặc là vấn đề liên quan tới hiểu và về cái những cái ý tưởng của người khác khi mà trao đổi giao tiếp. Về chất lượng cuộc sống thì và một số cái vấn đề khó khăn nhất định hoặc là vấn đề đau nhất định cũng có ghi nhận được ở những người bệnh đột quỵ nhẹ này. Thì thường rồi chúng tôi ghi nhận nhất là những vấn đề đau liên quan tới vấn đề đau khớp và đau vai là vấn đề đáng kể. Về mối tương quan giữa khả năng đi bộ 2 phút thì chúng tôi nhận thấy rằng là khả năng đi bộ 2 phút trong giai đoạn cấp có tương quan với cái khả năng di chuyển trong giai đoạn bán cấp, liên quan tới mức độ hoạt động và liên quan tới chất lượng cuộc sống trong giai đoạn bán cấp và mạng của người bệnh. Như vậy thì phần bàn luận thì như vậy nghiên cứu của chúng tôi thu nhận được người bệnh đột quỵ đa phần là người bệnh ở độ cao tuổi và tỷ lệ chủ yếu là người bệnh nhồi máu não, thì cái này cũng thống nhất với kết quả của các nghiên cứu trước đây. Về quãng đường đi được thì chúng tôi ghi nhận được là 99,5 mét cho đi lần 1 và khoảng trung bình là 108 mét cho lần 2. Thì quãng đường này nó ngắn hơn đáng kể so với lại người khỏe mạnh ở cùng độ tuổi là khoảng từ 133 tới 154 mét. Và cũng yếu hơn so với lại những người đột quỵ cùng mức độ ở nước ngoài. Rồi một số cái hoạt động mà người bệnh gặp khó khăn đó là trong di chuyển, thì chúng tôi ghi nhận những hoạt động gặp khó khăn như là đi lên thang cuốn, đi luân phiên lên bậc thang, bước qua vật cản và vừa đi vừa cầm ly nước, hoặc là cái hoạt động là đi dài hơn một cây số, các hoạt động quét nhà, các hoạt động tham gia như là quản lý tài chính, giữ trẻ tham gia vào các hoạt động tôn giáo, và chất lượng cuộc sống cũng có những cái ảnh hưởng như là cái hoạt động tự chăm sóc và một số vấn đề đau, thì cũng là ghi nhận được ở người bệnh này. Như vậy kết luận và kiến nghị, thứ nhất là chúng tôi ghi nhận được cái quãng đường đi trung bình của người bệnh. Như vậy thì với người bệnh đột quỵ nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng cái thử nghiệm đi bộ 2 phút để chúng ta đánh giá xem thử là người bệnh liệu có bị ảnh hưởng tới khả năng đi hay không. Thứ hai là dựa trên những cái mối tương quan này thì chúng ta nhận thấy rằng là chúng ta có thể trong giai đoạn bán cấp và mạng của vấn đề phục hồi chức năng thì chúng ta có thể tìm hiểu và khai thác thêm những đặc điểm này của người bệnh để có thể cung cấp thêm được những lời khuyên hướng dẫn hoặc là những cái vấn đề can thiệp phục hồi.
Dạ, và có thể sử dụng cụ thể là các cái thang là Abiloco, Actilim, PM Scale hoặc là IQ5D để chúng ta sàng lọc và từ đó đưa ra các cái định hướng can thiệp theo vấn đề của người bệnh. Dạ, bài này là hết ạ. Dạ, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi.